Thưa quý vị, nhằm kịp thời chăm lo hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thêm điều kiện thuận lợi trong học tập, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 500 suất trợ cấp học tập cho các em. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tham dự chương trình. Gia đình thuộc hoàn cảnh neo đơn khó khăn, bản thân phải sống với dì và bà ngoại. Chính vì thế, em Ngọc Trinh cảm thấy rất mừng khi lần đầu tiên được nhận trợ cấp học tập. Suất trợ cấp không chỉ giúp gia đình em bớt đi gánh nặng trong năm học mới, mà còn tiếp thêm động lực để em viết tiếp ước mơ. Lần đầu tiên em được nhận học bổng và em cảm thấy rất là hạnh phúc và vui vì em được tài trợ một cái suất để em có nhiều động lực bước tới ước mơ của mình, giáo viên sư phạm, nên là em đang cố gắng để nỗ lực. Ngọc Trinh là một trong số 500 em học sinh được nhận trợ cấp học tập trong năm học 2024-2025. Mỗi suất trợ cấp trị giá 5 triệu đồng, tổng trị giá được trao tặng trong đợt này là 2,5 tỷ đồng, được trích từ quỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ mang giá trị về mặt vật chất, mà những suất hỗ trợ học tập cũng là niềm động viên cho các em tiếp tục học tập. Em cảm thấy khi mà nhận được cái suất hỗ trợ học tập này thì nó có thể giúp em có thêm điều kiện học tập và cũng như là thực hiện được ước mơ trong tương lai của mình. Mỗi năm như vậy, đối với cấp thành phố thì chúng ta làm khoảng 500 suất trợ cấp, đó là bình quân. Còn ở cấp quận huyện thì chúng ta làm khoảng trên gần 2.000 suất nữa. Do đó thì tổng cái giá trị có thể là lên mỗi năm như vậy thì trên gần 6 tỷ, 7 tỷ đồng. Mỗi suất học tập như vậy thì nó hình thành bằng cái sổ tiết kiệm. Ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm khi cùng thành phố chung tay chia sẻ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường mong rằng trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng với Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và các cấp có thêm nhiều chương trình hoạt động xã hội nhân đạo, cũng như có thêm nhiều suất trợ cấp học tập để tặng cho các em học sinh sinh viên khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của Hội Chữ thập đỏ các cấp và các nhà hảo tâm, những chương trình ý nghĩa như thế này không chỉ góp phần lan tỏa sự sẻ chia, sự yêu thương, mà với những hành động chăm lo thiết thực sẽ góp phần cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực, nỗ lực học tập để vươn lên trong cuộc sống.